Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 360 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục cùng theo dõi, lắng nghe diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước nhắc đến trận chiến của Giang Nam, lúc bấy giờ trong hai đạo cung, vô số đại đạo ầm vang, tiên thiên kim long giản, tiên thiên thần đăng, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên yểm ma thương, các tiên thiên pháp bảo phát ra tiếng rít trầm đục. Vô số đại đạo vọt ra từ hai đạo cung nhập vào mấy tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo tự mình thức tỉnh, đạo uy càng lúc càng chìm, càng nặng. Điều này khác với Ma Kha Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Huyết Tổ thúc dục uy lực của tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo tự tiến vào trạng thái thay trời hành đạo, cảm ứng Giang Nam là đầu sò tiên đạo không dung, tự mình thức tỉnh giết hắn. Tiên thiên pháp bảo tự thức tỉnh thì cường đại biết mấy. Đạo uy bất diệt lay động thiên địa càn khôn, trấn áp vạn cổ, khí thế khai sáng vũ trụ hồng hoang, dồi dào làm cho người ta phải rung động. Đám người Ma Kha Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Huyết Tổ, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân điều khiển tiên thiên pháp bảo, cảm ứng được uy lực khủng bố thì vừa giật mình vừa mừng như điên. Bọn họ muốn kích phát uy lực tiên thiên pháp bảo cần tốn pháp lực và tinh thần rất nhiều. Hơn nữa bọn họ chỉ được một phần quyền khống chế tiên thiên pháp bảo, khó có thể vận chuyển hết uy lực của tiên thiên pháp bảo, không hoàn toàn phát huy diệu dụng được. Hiện giờ bọn họ không cần tốn pháp lực, tinh thần kích phát uy lực tiên thiên pháp bảo, tự tiên thiên pháp bảo thức tỉnh để tiêu diệt Giang Nam. Vù 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 vù, đế tôn ấn trong tay Thái Nhất Thiên Quân đột nhiên bộc phát uy lực vô tận, tiên đạo cuồn cuộn trong người gã. Tiên đạo quấn quanh đế tôn ấn, tiên ấn tràn ngập uy nhiếp, khí thế đế và tôn mênh mông thương mang. Uy lực chí bảo tiên đạo đế tôn ấn cũng bị kích phát sức mạnh, uy nhiếp đạo quân tang thương bộc phát trong ấn không thua gì mấy tiên thiên pháp bảo. Bất Không Thông Thiên Kiều dưới chân linh nữ cũng gặp tình huống tương tự, cây cầu bắt ngang thể không, uy lực to lớn gần bằng chí bảo tiên đạo. Đại Diễn Cổ Thần giơ tay triệu hồi nguyên trung, tiên thiên linh bảo này đang thức tỉnh, tiếng chuông ngân vang. Ở phương xa, trong miệng Nguyên Đỉnh tràn ra bảo quang như khói như sương, Nguyên Đỉnh cũng dần thức tỉnh, hơi thở cổ xưa không chỉ ở thế mạnh. Nguyên tháp 33 tầng rung lên bần bật, trong tháp vang lên tiếng các cánh cửa mở ra, như thể trong nguyên tháp có 33 cánh cửa đang lần lượt mở ra, thả hết uy lực chứa bên trong 33 tầng. Các chấn đạo đỉnh cũng tự mình thức tỉnh, uy lực của Lư Địa chấn đạo đỉnh, Thanh Liên chấn đạo đỉnh, Kim Quang chấn đạo đỉnh càng ngày càng mạnh mẽ, dẫn động Huyền U chấn đạo đỉnh của Huyền Đô Thiên Quân, Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh của Bỉ Ngạn Nương Nương đang bị chấn áp. Năm chấn đạo đỉnh bay lên cao, hơi thở gắn kết. Đám người Huyền Đô Thiên Quân, Bỉ Ngạn Nương Nương bị áp lực đè nặng, rất vất vả. Ngực Băng Liên Thánh Mẫu phập phồng lên xuống, đại đạo sôi trào quanh thân. Băng Liên Thánh Mẫu dốc sức giúp Bỉ Ngạn Nương Nương chấn áp chí bảo tiên đạo Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh. Băng Liên Thánh Mẫu hét lớn: "Các vị mau đến giúp ta, Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh sắp không chấn áp nổi nữa rồi." Trán của đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Các đại trận bị tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo chấn rung lắc, có xu hướng tan vỡ, sắp không chấn áp nổi nữa. Bên Càn Nguyên Tiên Đế, Từ Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử cũng vô cùng chật vật, khó có thể chấn áp tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo của mình. Nếu những tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo này bay ra thì nhân kiếp, thiên kiếp của Giang Nam sẽ lên đến tột đỉnh. Giang Nam chống Đinh Thiên Nguyên Thung nhìn các đại nhân vật xung quanh. Đinh Thiên Nguyên Thung sao động nhưng không thoát khỏi tay Giang Nam khống chế được. Quần hùng không nhúc nhích, bọn họ như pho tượng cổ xưa đứng trong không trung. Chỉ có đạo uy càng lúc càng nóng rực, uy lực các loại pháp bảo tràn ngập chấn áp thế gian. Chỉ có vô số đại đạo bay bổng biến đổi, chỉ có các tiếng đạo âm nối tiếp nhau. Không khí ngày càng nặng nề, gió dông đến trước cơn bão.
Giang Nam chợt cười, nhấc Đinh Thiên Nguyên Thung lên, chắp tay nói: "Các vị đạo hữu, mời." Đinh! Nguyên Trung trong tay đại diễn của thần rung lên như tiếng kèn lệnh. Các thân hình cường đại động đậy, chỉ có ba thân hình di chuyển nhanh bên trên biển cả từ đại đạo trong hai đại cung biến ra. "Một người, một thời đại, đâu dễ làm được đâu." Vạn vật đạo tổ chưa tham gia vào cuộc vây công, gã đột nhiên buông tiên thiên hỗn nguyên châu, kim quang chấn đạo đỉnh. Vạn vật đạo tổ thản nhiên nói: "Ta cũng từng muốn một người một thời đại, thế nhưng điều đó quá khó khăn." Tiên thiên hỗn nguyên châu, kim quang chấn đạo đỉnh bộc phát, đại đạo thời đại thần đạo trong tiên thiên hỗn nguyên châu biến thành linh quang bất diệt. Trong châu loáng thoáng hiện ảo ảnh thời đại thần đạo. Kim quang chấn đạo đỉnh kích phát uy lực đến tột cùng, khiến cho huyền u chấn đạo đỉnh, huyền hoàng chấn đạo đỉnh càng khó áp chế hơn nữa. Vạn vật đạo tổ không ra tay, thế nhưng thả quyền khống chế tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo thay đổi chiến cuộc. Trong khoảnh khắc, bốn tiên thiên pháp bảo đánh tới, chưa đến gần gã lay động lô bồng của Giang Nam. Các báu vật trong lô bồng bị chấn sắp biến thành tiên thiên bất diệt linh quang. Đế tôn ấn, bất không, thông thiên kiều, ba chấn đạo đỉnh đè xuống, uy thế ngút trời. Lại có các thân hình cường đại lao tới. Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân hợp thể thành Huyền Vũ đạo quân. Nhờ uy lực tiên thiên yểm ma thương, rắn to cuốn cây thương đâm tới. Tiên thiên yểm ma thương hất văng lô bồng, thương chỉ vào Giang Nam. Giang Nam gầm giống, thân thể trở nên to lớn, vạm vỡ. Lô bồng cũng biến vững chắc. Giang Nam giơ Đinh Thiên Nguyên Thung lên, gậy điểm tới, va chạm với mũi tiên thiên yểm ma thương. Ầm 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 ầm. Chấn động khủng bố truyền đến, nổ vang trong hai đạo cung. Thân rùa rắn của Huyền Vũ đạo quân tràn ngập 3000 đại đạo, bị chấn như rồng rắn múa may. Huyền Vũ đạo quân cầm thương lảo đảo thụt lùi. Khí huyết dâng lên quanh thân Giang Nam, liên tục thụt lùi, trừ đi uy lực của tiên thiên yểm ma thương. Ma Kha Thiên Quân xuất hiện sau lưng Giang Nam, tạo hóa chi môn bay lên khỏi tay gã. Cánh cửa càng lúc càng to ra, nguy nga như một vũ trụ, muốn nuốt Giang Nam và tạo hóa chi môn. Xoẹt 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 xoẹt. Lực lượng tạo hóa tuôn ra từ cánh cửa, quấn vào người Giang Nam, kéo vào bên trong. Giang Nam gào thét: "Lớn, lớn!" Đinh Thiên Nguyên Thung biến thành khổng lồ, chống tạo hóa chi môn, làm tiên thiên pháp bảo không cách nào kéo Giang Nam vào cửa được. Tiên thiên hỗn nguyên châu lao tới, thời đại thần đạo trong châu hiển hiện, va chạm vào lô bồng, đụng nát lô bồng trên đầu Giang Nam. Tiên thiên kim long giản trong tay thần mẫu đạo quân quét vai Giang Nam, đập nát vai hắn. Cự linh đạo quân thấy có của rơi thì chộp ngay cơ hội, cơ thể không đầu lắc lư, thi triển thần thông võ đạo. Trong thoáng chốc, vô số bàn tay chui ra từ dưới nách. Cự linh đạo quân sải bước tới bên cạnh Giang Nam. Trong khoảnh khắc, vô số quyền cước đánh vào người Giang Nam. Lực lượng bộc phát đẩy hắn vào trong tạo hóa chi môn. Ma Kha Thiên Quân mừng rỡ quát to, tạo hóa chi môn ầm ầm khép kín lại, thế nhưng bị Đinh Thiên Nguyên Thung chặn lại. Một bàn tay xuyên qua tạo hóa chi môn, cầm Đinh Thiên Nguyên Thung, Giang Nam vọt ra ngoài cửa, đụng vào người cự linh đạo quân. Giang Nam như bóng với hình, tay trái bắt lấy thân thể khổng lồ của cự linh đạo quân, nhấc lên cao, đỡ đế tôn ấn đang giáng xuống. "Cự linh đạo hữu, nhóm thiên hy thánh nhân nói chuyện không quá 3 lần, ngươi còn nhớ không?" Vô Cực Thư Đồng thấy thế, thấy tình huống không ổn, ngay khi cự linh đạo quân bị Giang Nam nhấc bổng, liền bay ra khỏi vai gã, chạy mất dép. Đế tôn ấn của Thái Nhất Thiên Quân giáng xuống, va chạm với thân thể cự linh đạo quân. Trong thoáng chốc, máu thịt tung tóe. Mặc dù đế tôn ấn rất mạnh, thế nhưng một kích kia chưa đủ để chấn chết cự linh đạo quân, chỉ làm cho gã máu thịt bầy nhầy. Vô Cực Thư Đồng cao giọng quát lên: "Huyền Thiên giáo chủ, cự linh là đệ tử của Vô Cực Thiên Tôn, đại lão gia nhà ta, ngươi dám giết hắn sao?" Vô Cực Thư Đồng chưa nói xong, Giang Nam túm cự linh đạo quân, nghênh đón tiên thiên hỗn nguyên châu đẩy mạnh tới trước. Ầm 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 ầm. Bên dưới tiên thiên hỗn nguyên châu là một bãi thịt. Thời đại thần đạo trong hạt châu thoáng chốc bị máu nhuộm đỏ. Ảo ảnh cự linh đạo quân xuất hiện trong thời đại thần đạo tiên thiên hỗn nguyên châu, thần hồn biến thành nguyên linh của tiên thiên pháp bảo này. Cự linh đạo quân đã bỏ mình. Giang Nam hừ lạnh một tiếng.
so bốn vị một thể với ta sao? Giang Nam giơ đinh thiên nguyên thung, ầm ầm quét bay Lê Hoa Thánh Mẫu xông lên. Lê Hoa Thánh Mẫu trúng chiêu, cơ thể bị đánh vào mặt trời tầng hư không thứ 8, đụng thủng tầng hư không thứ 8. Lê Hoa Thánh Mẫu tiếp tục bay tới tầng hư không thứ 9, đập vào mặt trời. Một tiếng ngầm vang lên, cơ thể nữ đạo quân chuyển thế nổ tung, máu nhuộm mặt trời tầng hư không thứ 9, chỉ còn lại từng đợt đại đạo như rồng rắn thô to mấp máy trên mặt trời, khó khăn ghép thịt lại thành thân thể. Ngươi chỉ học được bốn vị một thể từ chỗ vô cực thiên tôn, còn ta thì khai sáng pháp thân đạo quả hợp nhất lại, sau này gặp vô cực thiên tôn mới biết hắn cũng đi chung đường này. Giang Nam giơ đinh thiên nguyên thung quét bốn phương tám hướng, cứng rắn va chạm với các thiên quân đạo quân chuyển thế. Một gậy đánh bay vô cực thư đồng, mũi gậy rộng mạnh xuống đất, một chuỗi tiếng nổ điếc tai, các lá cờ lớn nhô lên khỏi mặt đất, phá vỡ sát trận của Lama cổ thần. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn thấy Giang Nam chạy tới, liền xoay người bỏ đi, không dám đỡ. Các cường giả khác đánh thần thông pháp bảo vào lô bồng, bị lô bồng chặn lại hết. Một vài pháp bảo thần thông xuyên thấu phòng ngự của lô bồng, rơi vào người Giang Nam, thế nhưng không tạo chút tổn thương nào. Giang Nam bốn vị hợp nhất, hơn xa cự linh đạo quân, đến trình độ khó tin. Đột nhiên, ly địa chấn đạo đỉnh, thanh liên chấn đạo đỉnh, kim quang chấn đạo đỉnh cùng bay tới. Ba đỉnh này là báu vật đạo quân do đế và tôn rèn luyện, tuy thiếu hai đỉnh thế nhưng nguyên lực không nhỏ chút nào. Trong ly địa chấn đạo đỉnh phun ra tiên thiên chi hỏa hừng hực đốt thành mây xanh. Thanh liên chấn đạo đỉnh tuôn ra cánh sen xanh biếc biến thành mây xanh. Kim quang chấn đạo đỉnh phun ra ánh sáng vàng cũng biến thành mây vàng. Ba áng mây giáng xuống, xoẹt một tiếng cuốn lấy Giang Nam và lô bồng trên đầu của hắn, đóng đinh giữa không trung. Trong ba đỉnh to phun ra ánh sáng vàng, ánh lửa, cánh hoa xanh càng đậm đặc bao vây lấy Giang Nam. Thiên Nguyên Thần Tổ cõng Hỗn Độn Thiên Cung nhảy nhót như bay trên thế giới thụ. Thiên Nguyên Thần Tổ nhảy qua các kẽ lá, nhanh chóng đổi vị trí, tìm kiếm sơ hở của Giang Nam, chờ thời cơ xuất kích. Giang Nam bị ba chấn đạo đỉnh đóng đinh trong không trung, Thiên Nguyên Thần Tổ liền dương cung bắn tên. Giang Nam bị ba chấn đạo đỉnh bao vây, sức nặng đỉnh to lớn đè lên người hắn và đinh thiên nguyên thung, nặng đến nỗi hắn không cách nào giơ đinh thiên nguyên thung lên được. Thiên Nguyên Thần Tổ bắn mũi tên ngay lúc Giang Nam đối kháng với ba chấn đạo đỉnh, phải nói là tấn công bất ngờ. Cùng lúc đó, linh nữ búng tay, Bất Không Thông Thiên Kiều bắc ngang không trung đổ xuống lưng của Giang Nam. Thái Nhất Thiên Quân thu về đế tôn ấn, lại thúc dục ấn to liền đè xuống. Mắt đại diễn cổ thần sáng rực ôm nguyên trung, nhìn Giang Nam chằm chằm, tìm sơ hở lộ ra trong nháy mắt này. Đại diễn cổ thần cảm thấy Thiên Nguyên Thần Tổ bắn tên vào Giang Nam, gã chỉ thấy đó là cơ hội, thời cơ tổn thương nặng, chứ chưa có cơ hội đẩy hắn vào chỗ chết được. Thần Mẫu Đạo Quân vận chuyển Tiên Thiên Kim Long Giản, hơn 10 thiên quân trên lưng của nàng quát to, rót đại đạo vào Tiên Thiên Kim Long Giản. Vốn uy lực của Tiên Thiên Kim Long Giản dần thức tỉnh, bây giờ được rót vào pháp lực dồi dào thì càng mạnh hơn nữa, hầu như tăng lên 6-7 phần uy lực của tiên thiên pháp bảo này. Uy lực như thế tương đương với một đạo quân. Thần Mẫu Đạo Quân đang chờ cơ hội. Huyết Tổ thì đứng trên hai đạo cung, vô số con mắt xanh biếc ẩn trong huyết vụ. Tiên Thiên Thần Đăng thường lóe tia sáng trong huyết vụ. Huyết Tổ đang tìm cơ hội tiêu diệt Giang Nam. Huyết Tổ không chỉ muốn tiêu diệt, còn chờ nuốt mấy đạo quân khác nữa, thế nhưng đến nay chưa có cơ hội nào. Giang Nam giết Quỷ Nhung Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Cự Linh Đạo Quân, chết quá nhanh, Huyết Tổ không kịp ăn đám cường giả này. Giang Nam đang đối diện với tình thế nguy hiểm, đột nhiên ném đinh thiên nguyên thung đi. Ầm 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 ầm. Đinh thiên nguyên thung thay đổi nhanh, trở nên siêu khổng lồ, vang lên tiếng nổ đứt tai, đinh thiên nguyên thung đánh vào màn trời tầng hư không thứ 8, đụng thủng hư không, dí một quan tài to đen đụng vào tầng hư không thứ 9. Trên màn trời tầng hư không thứ 9, Lê Hoa Thánh Mẫu đang cố gắng phục hồi thân thể, đột nhiên thấy cây cột to khổng lồ nghiền nát nàng ra. Đinh Thiên Nguyên Thung đụng thủng tầng hư không thứ 9, đỉnh gậy đâm vào vùng đất nguyên thủy. Giang Nam cười to nói: "Các vị đạo hữu, lên vùng đất nguyên thủy đấu thôi."
Giang Nam mạnh mẽ vọt lên cao, mang theo ba chấn đạo đỉnh bay quanh người, chúng nó không thể ngăn bước chân của hắn. Thiên Nguyên Thần Tổ bắn mũi tên vào Đinh Thiên Nguyên Thung, bên dưới cây gậy cắm giữa hai đạo cung tầng hư không thứ 7, phần đầu thì đâm vào tầng hư không thứ 9. Mũi tên bắn Đinh Thiên Nguyên Thung lắc ngư nghiêng một bên, đè tầng hư không thứ 9 bị xé một lỗ hổng lớn rất kinh người. Giang Nam vươn tay chộp Đinh Thiên Nguyên Thung, nó tự thu nhỏ lại bay hướng tầng hư không thứ 9. Bên trên tầng hư không thứ 9, Lê Hoa Thánh Mẫu bị nghiền nát bấy vẫn đang mấp máy ghép thân thể. Lê Hoa đạo hữu, nàng hãy đến làm bạn với Thánh Ma Quỷ Nhung đạo hữu đi thôi. Giang Nam búng tay, đống thịt dính đầu Đinh Thiên Nguyên Thung bay lên, rơi vào lô bồng, biến thành cục thịt tròn chỉnh. Cục thịt không ngừng biến đổi, định phục hồi thân thể, thế nhưng bị lô bồng chấn áp. Âm âm âm. Các chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo xuyên qua khe nứt tầng hư không thứ 9. Các bóng người phóng lên cao, đáp xuống đỉnh núi xung quanh khe hở. Cùng lúc đó, đám người Quân đạo nhân, Hồng đạo nhân, Thần Mất Sau Kỷ bị các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo bọn họ đang chấn áp kéo theo. Mấy trăm vạn tiên nhân Huyền Châu, các đại trận cũng bay lên tầng hư không thứ 9. Băng Liên Thánh Mẫu bị Ngạn Nương Nương kinh kêu lên. Không chấn áp được nữa rồi. Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh bay ra, thoát khỏi chấn áp. Chấn đạo đỉnh này có cảm ứng với bốn chấn đạo đỉnh khác. Huyền Đô Thiên Quân khẽ rên, Huyền U chấn đạo đỉnh cũng thoát khỏi kiểm soát, cùng Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh xông vào tầng hư không thứ 9. Càn Nguyên Tiên Đế vội quát to. Băng Liên, Bỉ Ngạn, Huyền Đô, mặc kệ hai đại đỉnh đi, lo chấn áp tiên thiên ngũ sắc liên, ôn đế quan cái đã. Cường giả phe Giang Nam vất vả chấn áp các chí bảo tiên đạo, bàn cổ thập nhị thiên luân, hỗn nguyên thiên tán, hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ, các tiên thiên pháp bảo, tiên thiên ôn đế quan, tiên thiên ngũ sắc liên. Giờ đây bọn họ đã sắp bất lực. Bên Băng Liên Thánh Mẫu, Bỉ Ngạn Nương Nương, Huyền Đô Thiên Quân đã mất hai chấn đạo đỉnh, rảnh tay giúp đỡ, thế nhưng chỉ kéo dài thêm được một chút thời gian. Mấy chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo này sẽ thoát khỏi bọn họ chấn áp, giết hướng Giang Nam. Càn Nguyên Tiên Đế, Từ Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử hội hợp với Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, thế nhưng không cách nào ngừng thế bay của bàn cổ thập nhị thiên luân được. Tiên thiên ngũ sắc lên hướng tới tầng hư không thứ 9. May mắn tầng hư không thứ 9 dần khép lại, nguyên trung đại trận bị kẹt ở khe nứt Đinh Thiên Nguyên Thung đâm thủng. Mọi người dốc hết sức tu vi ra giữ nguyên trung đại trận, kéo các pháp bảo xuống, tình hình giằng co. Mấy pháp bảo tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên ôn đế quan không thể kéo bọn họ vào tầng hư không thứ 9, còn họ không cách nào kéo các pháp bảo trở về. Càn Nguyên Tiên Đế thoáng nhìn Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân, Vạn Chú Đạo Quân bước hướng tầng hư không thứ 9, mừng rỡ hét lớn. Vạn Chú Đạo Hữu, Khổ Hạnh Đạo Hữu, mau giúp một tay nào. Hậu Tôn Đạo Quân và Khổ Hạnh Thiên Tôn chỉ đứng xem, không định giúp đỡ. Khổ Hạnh Thiên Tôn lắc đầu nói. Các vị đạo hữu, Lão Tăng thiếu giáo chủ một nhân tình, hứa với hắn chỉ ra tay một lần. Nếu giúp các ngươi, chút nữa giáo chủ gặp nạn thì Lão Tăng chịu thua. Vạn Chú Đạo Quân đứng trên Chú Đạo Thiên Đàn lắc đầu nói. Lát nữa nếu giáo chủ kêu ta ra tay thì ta phải dốc hết sức chú sát thiên quân. Trợ giúp các ngươi sẽ làm giảm pháp lực của ta, không chú chết người được. Với thực lực của ta bây giờ, chú chết một thiên quân còn được, chú hai người là hơi miễn cưỡng rồi. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế cắn răng cố chống đỡ. Vạn Vật Đạo Tổ lướt qua bình tĩnh hỏi. Có cần ta hỗ trợ không? Đám người Càn Nguyên Tiên Đế dùng mình khó hiểu, không dám để lão ma đầu giúp. Vạn Vật Đạo Tổ lắc đầu, xé tầng hư không thứ 9 bước vào bên trong. La Hầu La ngồi trên đỉnh nguyên trung đại trận, nhìn chiến trường tầng hư không thứ 9 lòng hoảng sợ. Kế Đô Ma Tổ thò đầu nhìn vào tầng hư không thứ 9 giật nảy mình. Trong tầng hư không thứ 9, vùng đất nguyên thủy đã bị đánh thành hỗn độn hồng mông, kho báu vật bị quét thành tro bụi, các núi tiên bị hất lên trời, ném tới ném lui trong hỗn độn vô cùng kinh người. Trong hỗn độn hồng mông có các tiên đạo linh căn đứt gãy làm cho người ta nhìn đau lòng. Các thân hình to lớn đứng trong hỗn độn hồng mông cuồn cuộn, đại khai đại hợp vây công Giang Nam. Giang Nam cầm Đinh Thiên Nguyên Thung đè sập trời, đánh nát đất.
một người một gậy khiêu chiến nhiều tồn tại cường đại vô biên. Đám cổ thần linh nữ, đại diễn cổ thần Ma Kha Thiên Quân, La Ma cổ thần ở trong hỗn độn như cá gặp nước vậy, đòn công kích mạnh hơn trước. Đặc biệt là Thiên Nguyên thần tổ nhảy nhót lao nhanh như tia chớp, xuất quỷ nhập thần. Một mũi tên vào Giang Nam là hắn không kích nào phát huy thế công, phải đề phòng Thiên Nguyên thần tổ bắn lén. Bên dưới Nguyên Trung đại trận, Vạn Chú đạo quân lòng máy động nhìn đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Hồng đạo nhân. Vạn Chú đạo quân nói: "Giáo chủ, khiến ta chú giết Thiên Nguyên thần tổ, các vị làm việc đi, ta cũng bận rồi." Trên Chú đạo thiên đàn, Vạn Chú đạo quân bay lên cao, áo choàng màu đen bay phất phới sau lưng gã, áo choàng trải rộng bao phủ Chú đạo thiên đàn. Tòa thiên đàn to cỡ một tòa thiên châu, từng rơi vào vô nhân cấm khu, tự thành một cấm khu. Áo choàng của Vạn Chú đạo quân có thể bao phủ Chú đạo thiên đàn, thực lực của gã đã mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Vạn Chú đạo quân từ con đường khác đi vào đạo tràng đế tôn, được nhiều 3.000 đại đạo đế tôn bất công để lại. Trong đạo tràng, Vạn Chú đạo quân thu hoạch khá nhiều nguyên thủy chi khí, bây giờ tu vi tăng nhiều, áo choàng bao phủ thiên đàn là biểu hiện sức mạnh đó. Bên dưới áo choàng, vô số âm hồn hiển hiện trên Chú đạo thiên đàn, là tiên dân thời đại Chú đạo. Bọn họ chết trong tịch diệt kiếp, tràn ngập lệ khí, oán niệm mãi chưa tan biến. Vạn Chú đạo quân cúi đầu nhìn các âm hồn, thở dài nói: "Hỡi các con dân, các đạo hữu của ta, các người vẫn đang oán ta hay sao?" Vạn Chú đạo quân lau khóe mắt ngấn lệ, nâng tinh thần thúc giục uy lực Chú đạo thiên đàn: "Đến đây, hỡi con dân, các đạo hữu của ta, dùng oán niệm nguyền rủa nguyên thời đại Chú đạo, giúp ta giết người đi." Trong tầng hư không thứ 9, vùng đất nguyên thủy, Thiên Nguyên thần tổ biến thân con vượn to, cầm hỗn độn thiên cung nhảy nhót như bay, bắn tên vào Giang Nam. Trong hỗn độn hồng mông, Thiên Nguyên thần tổ như cá gặp nước vậy, sức chiến đấu thoải mái mà phát huy. Hỗn độn thiên cung là một tiên thiên pháp bảo, bất công đạo nhân để lại cho hỗn độn thiên quốc, dùng để trấn áp khí vận. Vốn hỗn độn thiên cung thuộc về linh nữ, đặt trên tế đàn hỗn độn thiên quốc. Trong lịch sử cây cung này mấy lần xuất động, mỗi lần mang đến sát kiếp. Tiên vương, tiên quân, tiên giới chết dưới hỗn độn thiên cung này không dưới 30 người. Trong số đó có hơn một nửa, 72 đệ tử đế và tôn chết vì hỗn độn thiên cung, bị tên bắn đạo quả, hồn phi phách tán. Ma Kha thiên quân và linh nữ trở mặt, gã kéo Thiên Nguyên thần tổ vào trận danh của mình. Thiên Nguyên thần tổ ăn cắp hỗn độn thiên cung, không chịu trả lại cho linh nữ. Thiên Nguyên thần tổ dương cung bắn Giang Nam, quấy nhiễu hắn rất nhiều. Thiên Nguyên thần tổ đi trong tiên thiên bất diệt, linh quang như những tia chớp, bắn tên xong chạy đi ngay, tuyệt không đứng lại một chỗ. Dù Giang Nam lao ra trùng vây muốn giết Thiên Nguyên thần tổ cũng không thấy người đâu cả. Quần hùng vây công, mỗi lần Giang Nam muốn tấn công đón đỡ bọn họ công kích, thường sẽ bị mũi tên của Thiên Nguyên thần tổ bắn ra đánh gãy. Dù Giang Nam lấy Vạn Chú thiên trung ra bảo vệ quanh thân, chuông sẽ bị mũi tên bắn lệch khỏi đầu Giang Nam. Đám Thánh Nhất thiên quân, Ma Kha thiên quân, linh nữ nhờ đó có cơ hội công kích gần người Giang Nam. Tuy Giang Nam có Lô Bồng là tiên thiên bất bại chi địa, nhưng tạo hóa chi môn của Ma Kha thiên quân, tiên thiên kim long giản của thần mẫu đạo quân, tiên thiên yểm ma thương của Vô Tà đạo quân và Thiên Hoang đạo quân, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên thần đăng của huyết tổ, nguyên trung trong tay đại diễn, tất cả đánh vào tiên thiên bất bại chi địa, đủ sức uy hiếp mạng sống của Giang Nam. Nhưng khó vận chuyển nguyên trung, tiên thiên linh bảo này tự mình thức tỉnh, nhưng khó phát huy uy lực hơn mấy tiên thiên pháp bảo tự mình thức tỉnh khác. Cần đại diễn cổ thần tiêu hao pháp lực vận chuyển Vạn Chú thiên trung, nên gã không thường sử dụng nó. Nếu đại diễn cổ thần vận chuyển Vạn Chú thiên trung là lúc Giang Nam gặp nguy hiểm nhất. Đại diễn cổ thần dựa vào cái chuông này ba phen bốn lượt suýt giết Giang Nam. Không chỉ như thế, đế tôn ấn trong chí bảo tiên đạo chậm rãi phát ra uy lực hoàn toàn, càng lúc càng mạnh. Bất không thông thiên kiều của linh nữ công kích khó lường, một khi lấy ra luôn đổ sau lưng Giang Nam hoặc từ bên trên đè xuống. Đến khi khó bắt, kinh khủng nhất là năm chấn đạo đỉnh. Ly địa chấn đạo đỉnh, kim quang chấn đạo đỉnh, huyền u chấn đạo đỉnh, thanh liên chấn đạo đỉnh, huyền hoàng chấn đạo đỉnh, năm chấn đạo đỉnh tập hợp lại biến thành đại trận. Năm đỉnh hợp bích
không ai điều khiển nhưng có thể đóng đinh Giang Nam trong không trung. Năm chấn đạo đỉnh không luyện hóa được Giang Nam, thế nhưng cho mọi người cơ hội công kích hắn. Nếu bị Thiên Nguyên Thần Tổ bắn tên vào vạn chú thiên trung thì Giang Nam sẽ rất nguy hiểm, sẽ bị quần hùng đổ dồn đống pháp bảo oanh sát trong không trung. Trận ác chiến này cực kỳ nguy hiểm, Giang Nam liên tục bị thương nặng, nhưng đám người vây công hắn cũng bị thương. Máu đổ trong hỗn độn hồng mông, huyết vụ đi đến như gió. Vô số mắt quái hút tinh huyết các cường giả, bao gồm Giang Nam. Huyết tổ biến thành đìa nước, lượn qua lượn lại rất là vui vẻ. Tinh huyết của các cường giả khiến cho tu vi pháp lực của huyết tổ cũng chậm rãi phục hồi. Huyết tổ lộ ra vẻ khó hiểu. Lạ quá, hình như có cái gì tranh giành tinh huyết các cường giả với ta. Ta chỉ hút được 3-4 phần, thứ ẩn núp trong hư không hút 6-7 phần. Huyết tổ cảm ứng kỹ, vô hình chung có lực lượng kỳ lạ, khó lường, xuyên thấu tầng hư không thứ 9, tranh giành tinh huyết quần hùng với huyết tổ. Không chỉ thế, lực lượng này hấp thu chiến ý, ác niệm, sát lục chi khí, hung khí, lệ khí, oán khí chết chóc khi chiến đấu, các cảm xúc mặt trái, khí sát phạt từ các cường giả. Thời đại huyết tộc là lúc tịch diệt đạo nhân, tìm kiếm Giang Nam, rồi cuối cùng giết vào vô nhân cấm khu, tàn sát vô số lão quái vật trước khi thời đại huyết tộc sinh ra. Tịch diệt đạo nhân bị thương đổ máu, máu của lão quái vật và tịch diệt đạo nhân đổ khắp tịch diệt thiên hỏa, ô nhiễm thiên hỏa nên sinh ra thời đại huyết tộc khát máu. Huyết tổ xuất thân từ sinh linh dơ bẩn nhất trong tịch diệt thiên hỏa, máu của các lão quái vật vô nhân cấm khu và tịch diệt đạo nhân sinh ra huyết tổ. Hắn khát máu như điên, cảm ứng các cảm xúc mặt trái nhạy bén hơn mọi người. Huyết tổ cảm ứng lực lượng quái dị cắn nuốt các cảm xúc mặt trái và tinh huyết. Lực lượng này hơi quen. Huyết tổ chợt hiểu ra liền dùng mình. Tịch diệt đạo nhân là tịch diệt đạo nhân, tên kia trộm lực lượng oán khí của các cường giả, tụ tập lực lượng của mình muốn thoát khỏi tầng hư không thứ 8. Liên quan gì đến ta chứ? Tịch diệt thổi sinh trốn ra, đại sát tứ phương thì ta càng ăn được nhiều cường giả hơn. Tiền giới này càng loạn càng tốt ta. Giang Nam bị năm chấn đạo đỉnh bộc phát uy lực đóng đinh lại. Năm chấn đạo đỉnh biến thành một tòa đại trận luyện hóa. Tiên đạo phun ra từ miệng đỉnh, hỏa quang, kim quang, u quang, thanh quang hòa cùng huyền hoàng chi quang vòng quanh người Giang Nam, chấn áp cơ thể hắn cùng lô bồng vạn chú thiên trung. Vạn chú thiên trung chấn động kêu lên đinh đang, muốn phá vỡ lực lượng chấn áp luyện hóa của năm chấn đạo đỉnh, chấn các huyền quang ra. Ma Kha Thiên Quân mừng rỡ cao giọng quát lên: Thiên Nguyên, bắn văng vạn chú thiên trung đi. Thiên Nguyên Thần Tổ ngừng chạy tới chạy lui, gã quát tháo, cơ thể biến lớn, pháp lực toàn thân Thiên Nguyên Thần Tổ dắt vào hỗn độn thiên cung. Hắn giơ cung lên, Thái Nhất Thiên Quân vận chuyển đế tôn ấn, hai phân thân đứng trên đầu vai của gã, nâng tiên ấn nhìn Giang Nam chầm chầm. Ma Kha Thiên Quân há mồm phun ngụm tinh huyết dắt vào tạo hóa chi môn, đẩy uy lực tạo hóa chi môn lên tột đỉnh. Mắt Ma Kha Thiên Quân nhìn Giang Nam chầm chầm. Vô Tà Thiên Hoang Đạo Quân biến thành Huyền Vũ Đạo Quân, đuôi rắn Huyền Vũ quấn tiên thiên yểm ma thương, chuẩn bị đâm một thương ám sát Giang Nam. Các thiên quân tiền sử đứng chân lưng Thần Mẫu Đạo Quân gào thét, rót hết pháp lực vào tiên thiên kim long giản. Các xúc tu của Thần Mẫu Đạo Quân rậm rạp quấn tiên thiên kim long giản, tám chân dưới thân uẩn những lực lượng sẵn sàng bùng nổ, đánh bất ngờ oanh giết Giang Nam. Linh nữ lấy Bất Không Thông Thiên Kiểu ra, nàng nhìn hướng đại diễn cổ thần. Đại diễn cổ thần nhẹ gật đầu, hai tay ôm ngực, nguyên trung hiện ra, miệng chuông chĩa hướng Giang Nam. Ngọc Kinh Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Lương Hỏa Đạo Quân, Vô Cực Thư Đồng sẵn sàng một kích mạnh nhất. Bọn họ định thừa dịp vạn chú thiên trung bị mũi tên đánh bật ra, liền giết Giang Nam chết hoàn toàn. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu không người điều khiển chủ động công kích Giang Nam. Các cặp mắt của huyết tổ chớp chớp, hưng phấn lấy Tiên Thiên Thần Đăng ra, cười to nói: Nào, nào, chờ ăn huyền thiên nào. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Các cường giả đầu óc suy nghĩ lung tung. Thiên Nguyên Thần Tổ dương hỗn độn thiên cung. Lúc này đám người La Hầu La Kế Đô đang rút nguyên trung đại trận. Vạn chú đạo quân cũng hoàn thành chú sát đại tế trên thiên đàn. Vạn chú đạo quân tụ tập vô số chú đạo
thanh kiếm chém xuống. Hắn quát to: "Chém!" Thiên Nguyên Thần Tổ đang dương Hỗn Độn Thiên Cung lên, đột nhiên sức mạnh biến mất hết, đạo quả nứt vỡ. Hỗn độn nguyên thần trong đạo quả đạo cung bị lực lượng kỳ lạ tiêu trừ, thần hồn của Thiên Nguyên Thần Tổ cũng mất đi. Quần hùng chờ đợi Thiên Nguyên Thần Tổ bắn lệch vạn chú thiên trung, đột nhiên Thiên Nguyên Thần Tổ hét to, tai, mắt, mũi, miệng chảy máu đen. Thiên Nguyên Thần Tổ té ngửa ra sau, chớp mắt tắt thở, không cảm ứng được thần hồn của gã. Giang Nam cửa lớn, vạn chú thiên trung gióng tiếng chuông dồn dập đánh nát trói buộc của năm chấn đạo đỉnh. Giang Nam nhảy lên cao, vươn tay chộp xác Thiên Nguyên Thần Tổ. Huyết Tổ cười khùng khục: "Huyền Thiên, ngươi định cướp lương thực của ta hay sao?" Huyết Tổ là người thứ nhất tỉnh táo lại. Mục đích của Huyết Tổ không chỉ vì giết Giang Nam, hắn còn muốn cắn nát tất cả những gì có thể nuốt được. Nên Huyết Tổ cảm ứng mùi máu liền hành động. Trước khi Giang Nam ra tay, Huyết Tổ đã nhào vào Thiên Nguyên Thần Tổ, há to mồm nuốt xác Thiên Nguyên Thần Tổ và Hỗn Độn Thiên Cung. Giang Nam chụp trúng thân hình chân mềm của Huyết Tổ, cơ căng ra đánh bật lại lực lượng của Giang Nam. Bàn tay Giang Nam biến thành nắm đấm cũng đánh ra. Giang Nam đấm vào người con đỉa to, tuy toàn thân Huyết Tổ chân trượt, thế nhưng cú đấm của hắn quá mạnh mẽ, Huyết Tổ không thể tiêu trừ lực lượng bị hắn đánh bay. Đau, đau quá! Thân thể Huyết Tổ dung nhập vào Hỗn Độn Hồng Mông liền biến mất. Thành âm mơ hồ vang vẳng từ bốn phương tám hướng. Huyết Tổ cười khùng khục: "Huyền Thiên, ta sẽ ăn ngươi, nhất định ăn ngươi, ngươi chờ đi." Quần hùng lao lên. Trong lúc Giang Nam tranh giành Hỗn Độn Thiên Cung thì Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu đập xuống, hất vạn chú thiên trung ra. Mục đích của Giang Nam là cướp Hỗn Độn Thiên Cung, bây giờ không giành được. Ngay khi Giang Nam bị Huyết Tổ bám là lúc hắn rơi vào nguy hiểm. Đám cường giả như Thái Nhất Thiên Quân, Linh Nữ, Ma Kha Thiên Quân công kích rơi xuống như mưa, đánh bay lô bồng. Thần Mẫu Đạo Quân cười duyên, cái càng to cắt xúc tu giơ Tiên Thiên Kim Long Giản đập vào lô bồng. Lô bồng nổ tung biến thành Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang. Cái kiềm kẹp Giang Nam nhấc lên giữa không trung nghênh đón Đế Tôn ấn. Một tiếng ngầm vang lên, Giang Nam đầu rơi máu chảy. Quần hùng mừng rỡ. Bất Không Thông Thiên Kiều rơi xuống chấn áp Giang Nam, làm cho hắn không vùng thoát khỏi cái càng của Thần Mẫu Đạo Quân được. Huyền Vũ Đạo Quân đâm thương, Tiên Thiên Yểm Ma Thương xuất quỷ nhập thần đâm thủng người Giang Nam. Ma Kha Thiên Quân cười to nói: "Huyền Thiên, có biết là ngươi sắp chết không? Tùy ngươi khiến cho vạn chú ám sát Thiên Nguyên, thế nhưng vận số đã hết rồi, rốt cuộc ngươi cũng sắp chết rồi." Ma Kha Thiên Quân vận chuyển tạo hóa chi môn, lực lượng tạo hóa tuôn ra từ cánh cửa, thoáng chốc nhập vào cơ thể Giang Nam, tiêu trừ tu vi pháp lực của hắn còn sót lại. Linh Nữ quát lớn: "Đại diễn đâu?" Đinh! Đại diễn của thần lắc nguyên trung, tiếng chuông chồng chất trùng kích cơ thể Giang Nam vỡ nát. "Đã chết rồi sao?" Quần hùng thở phào nhìn cơ thể Giang Nam tan nát. Sở trường cường giả bốn vị hợp nhất rõ ràng, thế nhưng điểm yếu cũng rõ rành rành. Đó là ký thác đạo quả trong người, cơ thể chết đi thì là chết chắc. Hiện giờ cơ thể Giang Nam bị nguyên trung nổ nát, sống sao nổi đây? Vẻ mặt của Linh Nữ buồn bã, tháo đóa hoa khỏi tóc mai. Đột nhiên cơ thể Giang Nam nổ, thế nhưng không có máu thịt mà biến thành Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang. Từng đợt Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang bay đầy trời, vô số linh quang lấp lánh như ngôi sao, như vũ trụ càn khôn, như một thời đại. Trong thời đại đó, khắp nơi vang lên đạo âm bất diệt. Mọi người ngây ngốc nhìn cảnh tượng vũ trụ dung hợp, linh quang tụ tập thành một điểm, sinh ra thần hồn, nguyên thần, đạo quả, đạo cung hóa thành cơ thể cao to, luyện thành một. Giang Nam cất bước đi ra. "Đau quá, Huyết Tổ, ngươi làm hỏng việc lớn của ta rồi, làm ta lộ ra thân pháp thần đạo quả Tiên Thiên Bất Diệt. Chờ lát nữa ta sẽ cho ngươi biết chết như thế nào." Giang Nam ngửa đầu tìm kiếm Huyết Tổ. Huyết Tổ giật mình vội trốn vào trong hỗn độn. Giang Nam nhìn đám người Linh Nữ cười nói: "Linh, kẻ hoa lên đi. Các vị đạo hữu à, chúng ta tiếp tục thôi." Linh Nữ hừ mạnh, mặt đỏ ửng, kẻ hoa tươi lên mái tóc. Quần hùng nhìn chằm chằm Linh Nữ không chịu nổi, muốn tháo hoa xuống lại sợ bị nhìn ra manh mối. Linh Nữ núng túng, đành làm mặt lạnh, thế nhưng gò má nàng hơi hồng.
Quần Hùng rời tầm mắt, tiếp tục nhìn Giang Nam. Mới vừa rồi, một kích tất sát của mọi người uy lực hung mãnh biết mấy, nhưng Giang Nam sống sót được. Không ngờ Giang Nam luyện thân thể, nguyên thần, đạo quả, đại đạo thành tinh thiên bất diệt linh quang. Nhìn như phá hủy cơ thể hắn, thế nhưng thật ra là linh quang bị đánh tan. Những linh quang bất diệt khép lại, Giang Nam vẫn sống, xuất hiện trước mặt bọn họ. Không chỉ thế, pháp của Giang Nam biến thành lô bồng. Lô bồng do linh quang tổ thành, đây là tiên thiên bất diệt. Không đi đạo tràng đế tôn, nhưng luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang trước bọn họ, sao có thể được đây? Đám đạo quân chuyển thế như Thiên Hoang đạo quân, Vô Tà đạo quân kiếp trước trong trạng thái đỉnh cao nhất cũng chưa từng tiếp xúc đến tiên thiên bất diệt. Giang Nam đạt tới độ cao này thật quá sức tưởng tượng. Bọn họ làm sao biết được những gì Giang Nam gặp trên đường đến đạo tràng đế tôn đây? Trong dòng thời gian, Giang Nam nhìn đại đạo 22 thể đại, từ nguyên đạo đến chú đạo, từ hưng thịnh đến tụt dốc, suy vong. Giang Nam nghiên cứu mỗi thể đại đến tận cùng. Không chỉ thế, Giang Nam luận đạo với đế và tôn, học được thân thể, nguyên thần, tiên thiên, bất diệt. Những huyền diệu chỉ có đạo quân và phải là đạo quân đến cảnh giới bất diệt mới lĩnh ngộ được. Trong dòng thời gian, Giang Nam đã luyện thân thể, nguyên thần, pháp lực, thần thông, đại đạo thành linh quang bất diệt. Giang Nam còn lĩnh ngộ ra chí bảo tiên đạo, lô bổng tương lai. Nếu không, Giang Nam đã chẳng vượt qua các cửa ải đi đến cuối đường. Giang Nam dùng hơn 2 vạn năm tu luyện, tham ngộ. Khi ra khỏi dòng thời gian trở về tiên giới, mọi thứ hắn học được lắng đọng lại, khiến tu vi thực lực tăng gấp mấy lần. Quan trọng nhất là mở một con đường thẳng, thẳng hướng chứng đạo quân. Giang Nam không vào đạo tràng đế tôn, không được nguyên thủy chi khí thời đại nguyên đạo, nhưng hắn thu hoạch phong phú nhất. Có thể nói, nội tình của Giang Nam bây giờ vượt qua thiên địa có mặt tại đây. Thứ Giang Nam lĩnh ngộ, dù có nói cho đám người này nghe, chưa chắc bọn họ đã lĩnh ngộ ra được. Vô Tà, Thiên Hoang đạo quân, Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Thánh Ma, Vạn Chú, đám đạo quân chuyển thế không dám vỗ ngực bảo lĩnh ngộ đại đạo thời đại của mình hơn hẳn được Giang Nam. Một người tụ tập đại đạo của hơn 22 thể đại đều lĩnh ngộ đến đẳng cấp đạo quân là chuyện khủng bố cỡ nào đây? Một người có nội tình dồi dào như vậy, có hiểu biết sâu sắc như vậy, thậm chí luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang, tranh chấp với tồn tại như thế là chuyện vất vả biết mấy. Hơn nữa, sau khi đến tiên giới, Giang Nam liền chứng đạo thiên quân. Nhìn như không thể dung hợp đại đạo của mình và thời đại tiên đạo, thế nhưng thật ra cảnh giới của hắn tăng tiến, tu vi pháp lực và đại đạo thăng cấp, đạo quả, cơ thể cũng lớn mạnh. Vượt qua cảnh giới nguyên thủy thần quân, tu vi của Giang Nam tăng mạnh gấp mấy lần. Thiên quân là một cảnh giới vô cùng khổng lồ. Nhờ vào nhân kiếp, thiên quân, Giang Nam rèn luyện bản thân mình. Đám người linh nữ, thần mẫu đạo quân, ma kha thiên quân và đạo tràng đế tôn được 3.000 đại đạo, tiên đế tiên tôn để lại. Mặc dù thực lực của bọn họ tăng trưởng mảng lớn, nhưng vẫn đi dọc theo con đường đế và tôn vạch ra. So với Giang Nam, mặc dù bọn họ tiến bộ nhiều, nhưng hắn đã không cùng đẳng cấp với họ. Giang Nam sắp đi con đường một mình đối kháng với một thời đại. Một người chính là một thời đại rực rỡ chói sáng. Bọn họ thì chỉ là một hạt châu rực rỡ trong thời đại tiên đạo. Thế nhưng con đường của Giang Nam rất khó đi, có nguy hiểm sẽ chết, không biết chết khi nào. Lần này Giang Nam không dám nói mình sẽ vượt qua được. Các loại đại đạo tiên giới không ngừng ùa đến, uy lực các chí bảo tiên đạo càng lúc càng mạnh, tốc độ tiên thiên pháp bảo thức tỉnh không ngừng tăng lên, sức mạnh hơn trước rất nhiều. Không chỉ thế, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh cũng chậm rãi mạnh hơn. Nguyên tháp, nguyên đỉnh còn chưa tham gia thiên kiếp. Chí bảo tiên đạo khác như bản cổ thập nhị tiên luân, hỗn độn tiên kiếm, hỗn nguyên tam thiên sắt đạo đồ, hỗn nguyên thiên tán, hồng bông kim phiên bị đám người cản nguyên tiên đế, hồng đạo nhân chấn áp. Các chí bảo tiên đạo khác như la thiên cánh vân đến nay vẫn mất tích. Còn lại ba tiên thiên pháp bảo, tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên ôn đế quan, tiên thiên linh căn hiện tại bị chấn áp, không tham gia thiên kiếp. Nếu những tiên đạo chí bảo, tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo đều tham gia thiên kiếp, cộng thêm mấy tay chùm như huyết tổ, vạn vật đạo tổ, vô cực thiên tôn, thì Giang Nam mạnh đến mấy cũng nuốt thận đi bán muối.
Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu đánh vào Giang Nam, bứt dây động rừng. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu công kích khiến cho những cường giả khác xông lên, uy năng vô biên nhấn chìm Giang Nam. Linh nữ lấy Bất Không Thông Thiên Kiểu ra, quát với La Ma cổ thần: "La Ma, công kích đại trận năm tổ Huyền Châu, phá mấy đại trận đó cho ta." La Ma cổ thần hiểu ý, bay hướng Nguyên Trung đại trận ngay. Giang Nam cũng lao lên đuổi theo La Ma cổ thần, thế nhưng bị đám người Ma Kha Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân chặn lại. Dù Giang Nam mạnh hơn mọi người, nhưng bọn họ có các loại tiên đạo chí bảo, tiên thiên pháp bảo gia cố. Giang Nam không thể vượt vòng vây giết La Ma cổ thần. La Ma cổ thần là đại tông sư trận pháp của Hỗn Độn Thiên Quốc, từng là trận pháp đại sư mạnh nhất dưới tay Bất Công đạo nhân ở thời đại Hỗn Độn cổ thần. Với tầm mắt kiến thức của La Ma cổ thần, không khó phá giải Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh các trận pháp Giang Nam đã thiết kế. Mấy đại trận này là Giang Nam luyện trước khi vào tầng hư không thứ 7, lúc ấy hắn còn chưa lĩnh ngộ Tiên Thiên Bất Diệt. Nếu Giang Nam bây giờ lấy nội tình luyện lại đại trận thì bốn tòa đại trận hoàn mỹ vô khuyết điểm, La Ma cổ thần không phá giải được. Giang Nam đấu với Thần Mẫu Đạo Quân, hắn thầm nghĩ: "Thật đúng là đuôi bọ cạp, lòng nữ nhân, kế của linh nữ quá ác độc rồi. Bây giờ kêu vạn chú nguyền rủa chết La Ma cũng sẽ không kịp. Nhưng La Ma cổ thần muốn phá giải năm đại trận trong thời gian ngắn thì đành thả mấy pháp bảo tiên thiên ngũ sắc lên, bàn cổ thập nhị tiên luân ra vậy." Hơn 10 thiên quân trên lưng Thần Mẫu Đạo Quân hợp sức thúc đẩy thân thể Thần Mẫu và Tiên Thiên Kim Long Giản. Hai cái kiểm to của Thần Mẫu Đạo Quân cắt tới kẹp lui, vận chuyển như gió. Thần Mẫu Đạo Quân cười khúc khích: "Linh nữ, ý kiến của ngươi rất hay, thế nhưng La Ma phá giải Nguyên Trung đại trận của Huyền Châu thì dễ, muốn phá mấy đại trận khác sẽ mất chút công sức cả. Hay là để ta giúp ngươi một tay vậy?" Thần Mẫu Đạo Quân lắc người, phóng đuôi có miếng vảy xòe ra. Các tiên vương, tiên quân tiền sử bay ra thành đại quân 8.000 người. Bát tiên quân Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh dẫn quân hội hợp cùng La Ma cổ thần giết hướng đại trận Nguyên Trung Huyền Châu. Thái Nhất Thiên Quân cười nói: "Thế thì ta cũng sẽ giúp ngươi." Hai phân thân bước xuống đầu Thái Nhất Thiên Quân, lấy pháp bảo luyện bằng trụ hoang thần thạch ra giúp đỡ La Ma cổ thần. Thái Nhất Thiên Quân đè đế tôn ấn xuyên qua tầng hư không thứ 9, đè sập tầng hư không thứ 8, mở ra một con đường. Thanh âm ồm ồm truyền vào hai đạo cung tầng hư không thứ 7. "Giáo chúng Thái Nhất thần giáo của ta đâu?" "Có chúng ta đây." Cờ bay phấp phới, trăm vạn tiên nhân đứng trong không trung, lâu thuyền, chiến hạm, tiên vực, tiên thành nhiều không đếm xuể. "Lên đây." Thái Nhất Thiên Quân hừ mạnh: "Tiêu diệt đại quân Huyền Châu cho ta." "Yêu môn đại giáo, các bộ nghe lệnh." Vô Tà Thiên Hoang Đạo Quân cũng biến thành Huyền Vũ Đạo Quân, đột nhiên đâm thương xuống. Tiên Thiên Điểm Ma Thương xuyên qua tầng hư không thứ 9, thứ 8, biến thành cây cầu đỏ rơi vào giữa hai đạo cung. Trăm vạn giáo chúng yêu môn cũng đứng đó. Huyền Vũ Đạo Quân quát lớn: "Giết vào hư không thứ 7, giáp công trong ngoài, công phá đại trận Huyền Châu." Thần Mẫu Đạo Quân quấy đuôi bọ cạp xuyên qua các tầng hư không, rơi vào hai đạo cung. Các tiên nhân Thần Mẫu Đạo Môn liền có mặt. Thần Mẫu Đạo Quân quát lớn: "Tất cả thượng giới giết loạn đảng Huyền Châu." Đinh! Một cây Bất Không Thông Thiên Kiều giáng xuống, rơi vào hai đạo cung. Linh Lữ cũng quát: "Các tướng sĩ thiên quốc nghe lệnh, giết vào tầng hư không thứ 8, phá trận." Ngọc Kinh Thiên Quân lòng máy động, thúc giục Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh. Cánh hoa xanh trong đỉnh bay ra, xuyên suốt hai hư không, trải ra một con đường trước mặt giáo chúng Ngọc Kinh Thánh Giáo trong hai đạo cung. Ngọc Kinh Thiên Quân lạnh nhạt nói: "Hôm nay khí vận càn nguyên tiên triều đã hết rồi, các vị đạo hữu cùng lên tranh một phen, các vị sư đệ cũng lên đi chôn vùi tiên triều của càn nguyên sư đệ." Trăm vạn giáo chúng Ngọc Kinh Thánh Giáo bước lên con đường. Đột nhiên các tiên quân bay tới là những tiên quân hùng cứ các tiên châu, toàn là đệ tử của đế và tôn. Các tiên quân cổ xưa như Công Luân, Minh Đường, Ngọc Cung, dưới tay có mấy chục, hàng trăm tiên vương. An Thanh Tiên Quân, Ngọc Lâm Tử, Ngọc Tiên Nhi cũng bay đến con đường cánh hoa. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Lương Hỏa, các đạo quân chuyển thế sử dụng lực lượng kéo giáo chúng giáo môn của mình lên.
các giáo môn thế lực kéo lên tầng hư không thứ 8, đại trận vô biên cuốn hướng đại trận nguyên tháp nguyên đỉnh, con rồng to nguyên trung của Huyền Châu. Vô số tiên nhân, vô số pháp bảo như thủy triều tràn vào, lại cộng thêm tiên nhân Huyền Châu, đây là cuộc chiến tiên nhân, chiến tranh cỡ ngàn vạn người. Lúc này La Ma cổ thần dẫn hai phân thân Thái Nhất Thiên Quân, 8.000 tiên vương tiên quân của Thần Mẫu Đạo Quân va chạm với đại trận nguyên trung, chấn động đại trận. Các tiên nhân ghép thành đại trận rơi lộp độp như mưa. Nguyên trung đại trận dao động, các pháp bảo tiên thiên ô đế quan, hỗn độn tiên kiếm bị chấn áp, sắp phá trận bay ra. Giang Nam thầm thở dài, cao giọng quát lên: "La Hầu La, Bỉ Ngạn, Quân Nhi, rút đại trận nguyên trung, rồng to, nguyên đỉnh đi, chỉ để lại đại trận nguyên tháp đối phó với địch. Chấn áp bốn đế quan, tiên thiên ngũ sắc lên và linh căn thôi. Các chi bảo tiên đạo khác nếu không chấn áp được thì mặc kệ chúng nó đi ra đi." Âm 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 âm. Ba đại trận nguyên trung, nguyên đỉnh, con rồng to bị đánh tan. Hơn 500 vạn đại quân Huyền Châu ùa vào đại trận nguyên tháp. Hồng Đạo Nhân dẫn dắt đại quân tổng cộng hơn 700 vạn. Đại La Tiên Quân rút vào đại trận nguyên tháp, khí thế như hồng, thúc đẩy uy lực đại trận đến tột đỉnh, có chút uy thế nguyên tháp. Trong khi ghép lại đại trận, hai thanh hỗn độn tiên kiếm, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ chạy ra ngoài, lao vào vùng đất nguyên thủy. Hỗn độn tiên kiếm như hai con rồng lao nhanh như chớp chém xuống Giang Nam, không nghe theo La Hầu La điều khiển. Vù 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 vù. Uy lực của Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ đến đỉnh trước, 12 phần uy lực bị kích phát ra, kinh khủng như một đạo quân vậy. Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ biến tiên đạo phóng khoáng thành sát phạt, sát đạo, 3.000 đại đạo thành 3.000 sát đạo. Sát ý, sát khí vô biên, xoay chuyển tiên đạo hư vô mờ mịt thành công phạt, công kích. Mấy trăm ngàn đại đạo trốn khỏi đạo tràng đế tôn đều bị hút vào Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ. Đặc tính của chí bảo tiên đạo có thể trong chớp mắt kích phát toàn bộ uy lực của nó. Đổi lại là chí bảo tiên đạo khác thức tỉnh, kích phát thua xa Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ, không thì tất cả chí bảo tiên đạo đạt đến trạng thái cao nhất, không cần đám Vô Tà, Thiên Hoang Đạo Quân, Thần Mẫu Đạo Quân làm gì, chỉ một mình chí bảo tiên đạo đủ khiến Giang Nam nhức đầu. Trong tầng hư không thứ 8, đại chiến quy mô trước giờ chưa từng có đang diễn ra. Các đại giáo môn tiên giới dốc hết thực lực ra vây công ngũ giáo phái của năm tổ Huyền Châu, sát phạt nổi lên. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân thu thế lực còn lại một tòa đại trận nguyên tháp, 33 tầng đại trận tụ tập 700-800 vạn tiên nhân hợp thành các điểm thực lực. Các đại giáo môn khác cỡ ngàn vạn người, cộng thêm đại quân của Hỗn Độn Cổ Thần, 8.000 tiên vương, tiên quân dưới tay phân thân của Thái Nhất Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, La Ma Cổ Thần vây công từ bên trên. Đại trận bao phủ ngàn vạn dặm, 700-800 vạn tiên nhân gầy dựng đại trận không hề chật chội. 33 tầng đại trận xoay hướng khác nhau, chiến trường như thế đủ chứa chinh chiến sát phạt trước giờ chưa từng có. Yêu Môn, Thần Mẫu Thánh Giáo, Thái Nhất Giáo, Ngọc Kinh Thánh Giáo, Nhân Đạo Thánh Giáo, Linh Bảo Thánh Giáo, các đại giáo môn công phạt, đại quân cổ thần tộc Hỗn Độn Cổ Thần cũng xông vào đại trận. Các tiên vương tiên quân dẫn dắt các đại giáo môn công kích đại trận nguyên tháp, tình hình kinh thiên động địa. Những đại giáo thế lực có đại trận chấn giáo riêng, tất cả đại trận thi triển, vô số tiên phủ, tiên thành, tiên vực, tiên trì lơ lửng trên bầu trời cùng hợp thành đại trận. Tiên nhân nhiều vô số kể thúc giục các pháp bảo phá trận. Mới đụng độ đã có chi chít xác tiên nhân rơi xuống từ trên trời xuống. Nhất là Ngọc Kinh Thánh Giáo của Ngọc Kinh Thiên Quân tụ tập hơn 20 tiên quân, toàn là đệ tử của đế và tôn, dưới tay có mấy ngàn tiên vương. Có thể nói Ngọc Kinh Thánh Giáo là thế lực lớn nhất trừ ngũ giáo phái ra. Mấy người như An Thanh Tiên Quân vốn đầu nhập vào chỗ Lũy Sinh Lão Tổ cũng bị Ngọc Kinh Thiên Quân âm thầm thu phục vào Ngọc Kinh Thánh Giáo. Lũy Sinh Lão Tổ chết đi trong tay của Giang Nam, An Thanh Tiên Quân trở thành giáo chủ giáo môn do Lũy Sinh Lão Tổ tạo dựng. An Thanh Tiên Quân cảm thấy mình khó an toàn nên đầu nhập vào Ngọc Kinh Thiên Quân. Ngoài ra mấy giáo môn do Đạo Quân Tiền Sử thành lập chết trong tay Giang Nam cũng được Ngọc Kinh Thiên Quân xếp vào cao tầng. Đều là những đệ tử của đế và tôn, sư đệ của Ngọc Kinh Thiên Quân.
trừ Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân, các tiên quân hầu như là môn hạ của gã. Mấy người này vốn ẩn núp trong các giáo môn. Khi giáo chủ Đạo Quân Tiền Sử chết đi, các tiên quân cướp quyền, thu giáo môn vào tay, rồi biến tài nguyên cướp được thành tài nguyên của Ngọc Kinh Thánh Giáo, một thành phần của Ngọc Kinh Thánh Giáo. Ngọc Kinh Tiên Quân ẩn giấu đã lâu, trong sát kiếp này, rốt cuộc gã triệu hoán thuộc hạ cũ lộ ra khuôn mặt dữ tợn của Ngọc Kinh Thánh Giáo, đã là vật khổng lồ vượt qua ngũ giáo phái. Chỉ Ngọc Kinh Thánh Giáo đã có hơn 800 vạn tiên nhân, làm người ta phải giật mình. Trong tầng hư không thứ 9, đám người Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Linh Nữ, Thái Nhất Thiên Quân trông thấy Ngọc Kinh Thánh Giáo có vô số tiên nhân, lòng thầm giật mình. Ngọc Kinh Thiên Quân che giấu quá sâu, thừa dịp Huyền Thiên Giáo Chủ giết Đạo Quân chuyển thế thì nuốt mấy giáo môn. Tên này giá tầm rất lớn. Trong lần bao vây tiêu trừ Huyền Thiên này, Ngọc Kinh Thiên Quân chỉ ra công không ra sức. Ngọc Kinh Thiên Quân không lao lên liều mạng với Huyền Thiên bao giờ, chỉ dùng Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh ngáng chân Huyền Thiên. Các đại giáo môn với Ngọc Kinh Thánh Giáo dẫn đầu, vô số tiên vương, tiên quân dẫn chư tiên lao vào đại trận Nguyên Tháp. Ngước lên nhìn có 33 trọng thiên. Mỗi một trọng thiên là vô số tiên nhân tọa chấn, hình thành từng cửa ải thủ hộ đại trận, biến thành hình lục giác hoặc bát giác. Thiên địa xoay tròn, các màu tiên quang từ trung tâm thiên địa bắn ra, tiêu diệt một mảng lớn kẻ tấn công. Trong các trọng thiên có các pháp bảo như Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên, Tiên Thiên Ôn Niết Quan bồng bềnh muốn đột phá phong tỏa đại trận. Các phòng ngự kêu vù vù oanh kích 33 trọng thiên, xé rách chấn nát đại trận. Huyền Châu gặp giặc trong giặc ngoài, đại trận Nguyên Tháp một mặt chấn áp Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên, Tiên Thiên Ôn Niết Quan, Tiên Thiên Linh Căn, Bàn Cổ Thập Nhị Tiên Luân. Các tiên thiên pháp bảo chí bảo tiên đạo đã khó chống đỡ. Đám cường giả Lama cổ thần từ bên trên tấn công phá giải đại trận Nguyên Tháp. Các đại giáo môn từ bên dưới công kích. Huyền Châu rơi vào thế nguy hiểm trước giờ chưa từng có. Càn Nguyên Tiên Đế, Từ Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử, Huyền Đô Thiên Quân, năm tổ tiên đạo Hồng Đạo Nhân, Băng Liên Thánh Mẫu, Linh Lung Tiên Quân, các cường giả dốc sức chấn áp tiên đạo chí bảo. Tiên thiên pháp bảo sao động, không còn sức đối kháng với các đại giáo môn về công phá trận. Các thủ lĩnh Đại La Tiên Quân thì thống nhất đại trận, các tiên chướng đứng trong vị trí chốt chặt trận pháp đối kháng với các giáo, các cường giả vây công. Ầm ầm. Đỉnh 33 trọng thiên có một luồng tiên quang giáng xuống, xẹt qua các tầng trọng thiên, qua một tầng là uy lực của tiên quang tăng một lần, bắn đến tầng dưới chót, thiên kiếp biến thành một cột sáng rực rỡ, hơi thở diệt tuyệt tất cả, đánh vào các đại giáo môn. Côn Luân Tiên Quân cao giọng quát lên: "Mọi người hãy cẩn thận, dốc sức đón đỡ nào." Các đại trận, các đại giáo môn bay lên cao, Châu Liên bích hợp, ngưng tụ thành một thế lực, nghênh đón cột sáng. Chấn động dữ dội truyền đến, các đại trận tan tác, vô số sắc tiên nhân rơi xuống. La Ma cổ thần nhìn từ trên xuống, mắt quét qua hung trận. Thanh âm La Ma cổ thần truyền ra chấn động tầng hư không thứ 8, hắn quát lên: "Từ bên trên đánh đại trận Nguyên Tháp rất khó, từ dưới công phá trận pháp này dễ dàng hơn. Hỡi tinh anh các giáo, mấy lục giác, bát giác, 33 trọng thiên là các điểm quan trọng của đại trận Nguyên Tháp này. Muốn phá trận, hãy chiếm lấy những điểm đó là có thể tan rã các trọng thiên được rồi." La Ma cổ thần gầm giống, cơ thể trở nên khổng lồ, tụ tập lực lượng quần hùng dưới tay, phân thân Thái Nhất Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Đại Đạo biến thành các lá cờ bắn vào đại trận Nguyên Tháp. Hắn quát to: "Ta sẽ mở cửa, các ngươi lo phá trận." Các lá cờ bay vào đại trận Nguyên Tháp, cắm xuống các điểm mấu chốt của trận pháp. Cờ lớn phất một cái, mặt cờ biến thành các cánh cửa. Cửa mở ra, các hồng mông đại đạo từ những điểm trong 33 trọng thiên tràn xuống, chia ra trước mặt các đại giáo môn ở bên dưới.